Bài viết được đăng trên trang Hoài Niệm Xưa có tựa đề Khánh Ly. Từ trước đến tận bây giờ, Việt Nam chỉ có một diva thực sự, đó chính là Thái Thanh. Danh ca Khánh Ly ngậm ngùi chia sẻ: cô Thái Thanh là ngọn hải đăng rọi đường cho tôi đi, nhưng tôi biết cho dù có cố gắng đi thì mãi không thể tới được đỉnh cao danh vọng như cô. Thái Thanh không chỉ là một danh ca mà còn là một huyền thoại được nhiều thế hệ ca sĩ, công chúng kính nể và ngưỡng mộ của nền tân nhạc Việt Nam. Thái Thanh sinh ngày 5 tháng 8 năm 1934 tại Hà Nội, là một trong những giọng ca tiêu biểu nhất của tân nhạc Việt Nam. Bà đi hát từ thuở thiếu niên cùng với Thái Hằng, Hoài Bắc, Hoài Trung, Phạm Duy, Khánh Ngọc, vợ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, lập nên ban nhạc hợp ca Thăng Long nổi tiếng, thành danh từ thập niên 1950. Khánh Ly là một trong những người có nhiều kỷ niệm gắn bó với danh ca Thái Thanh cùng với Lệ Thu, nên tại chương trình The Jimmy Show, bà đã nghẹn ngào chia sẻ những ký ức đẹp của mình cùng với Thái Thanh ngày đó. Người xứng danh diva thực sự của Việt Nam chỉ có mình Thái Thanh. Danh ca Khánh Ly chia sẻ: tôi đã có cơ hội gặp gỡ cô Thái Thanh nhiều lần, nhưng lần đáng nhớ nhất là vào tháng 4 năm 1974. Cô đến nhà hàng của tôi, lúc đó chỉ có mình tôi và cô ngồi đàn và hát cho tôi nghe. Đó là giây phút ấm áp in đậm trong tâm trí tôi nhất. Cũng không biết, nhưng có lẽ tôi là đứa nhỏ được cô Thái Thanh yêu quý nhất. Tôi không phải là bạn của cô bởi bạn của cô còn trên tôi nữa, nhưng cô vẫn rất thương và mến tôi. Tuy chưa bao giờ cô Thái Thanh nói ra, nhưng chỉ cần nhìn qua những hành động nho nhỏ và ánh mắt là tôi biết cô rất thương tôi. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc và hãnh diện. Từ lúc 7-8 tuổi, tôi đã được nghe cô Thái Thanh hát. Khi đó, tôi còn nhỏ, lông bông trên phố hàng bông, đi qua cửa tiệm, thấy người ta mở nhạc, tôi liền đứng nghe và yêu thích tiếng hát của cô từ đó. Nhà tôi lúc đó không có điều kiện để sắm máy nghe nhạc, nên mỗi lần muốn nghe tiếng hát của cô Thái Thanh là phải chạy ra tiệm đựng nghe ké. Vì yêu thích tiếng hát của cô nên những bài hát như Vợ Chồng Quê, Em Bé Quê, Bà Mẹ Quê đều được tôi nhớ mãi và thuộc lòng. Thuở nhỏ, tôi như một tờ giấy trắng, cái gì đã in đậm vào trong ký ức thì sẽ nhớ mãi, và cô Thái Thanh chính là vậy. Cho đến mãi sau này, cô Thái Thanh không những là ngọn hải đăng dẫn đường cho tôi đi, nhưng tôi biết cho dù có cố gắng đi thì mãi không thể tới được đỉnh cao danh vọng như cô. Cho dù tôi có đi theo ánh sáng ngọn hải đăng đó thì tôi cũng chẳng thể tới đích, vì Thái Thanh chỉ có một. Danh hiệu diva thực sự của Việt Nam chỉ dành cho mỗi mình Thái Thanh. Với Khánh Ly, danh ca Thái Thanh là một người vĩ đại. Khánh Ly chia sẻ tiếp: năm 1969, tôi làm quản lý phòng trà Queen Bee. Chính tôi đã đi mời cô về hát tại phòng trà. Kể từ lúc đó, phong trào yêu tiếng hát Thái Thanh chính thức bắt đầu. Trước đó, tiếng hát của cô chỉ được truyền tải đến một số lượng khán giả giới hạn. Họ đa số là những người trong giới thượng lưu như doanh nhân, thi sĩ và chủ tịch giàu có. Nhưng sau này, qua các nhạc phẩm như Mùa Thu Chết,
kỷ vật cho em, ngậm ngùi thì đại đa số khán giả đều biết đến tiếng hát của Thái Thanh. Từ đó, Thái Thanh không nhường bước cho ai cả. Tối nào mấy đứa chúng tôi cũng nhao nhao ở phòng trà rằng: cô ơi, ngậm rồi đau rồi chết, tức là ngậm ngùi, nửa hồn thương đau, mùa thu chết. Cô Thái Thanh nghe vậy mới bảo: mấy đứa này, tụi bay phải để tao hát cho khán giả, chứ hát cho chúng mày à. Tôi nghe vậy nhưng vẫn mặc kệ, vì tôi yêu, tôi thích được nghe cô Thái Thanh hát. Tôi nghĩ, có những người bước đi ra khỏi cuộc sống của mình như những mất mát không thể nào tìm lại được. May ra, trong mơ tôi còn được gặp lại cô Thái Thanh. Trong cuộc sống này, có những thứ đối với người khác chỉ là điều tầm thường như hạt cát bay hay hạt bụi mà thôi. Nhưng với tôi, những thứ đó lại khiến mình chảy nước mắt. Tôi quý giá và giữ những kỷ niệm đẹp về cô mãi trong lòng. Với tôi, danh ca Thái Thanh là một người vĩ đại, không thể thay thế. Tôi và cô Thái Thanh có nhiều kỷ niệm vui lắm. Hồi đó ở phòng trà của tôi, có cô Hồng Vân chuyên kể chuyện Tiếu Lâm cho chúng tôi nghe. Cô Thái Thanh cũng ngồi trên băng ghế dài nghe chuyện. Chúng tôi ngồi bệt lê lết dưới sàn nhà. Cứ mỗi lần cô Hồng Vân nhái giọng lại cười bò ra chảy hết cả nước mắt. Cô Thái Thanh lại nhắc nhẹ: chúng mày nhé. Phong cách của cô như một người mẹ. Phải ở trong hoàn cảnh đó để cảm nhận được tình cảm, thái độ của cô Thái Thanh thì mới hiểu được vị trí của tôi trong lòng cô. Đến khi sang Mỹ, Khánh Ly vẫn còn nợ Ngọc Minh 900.000. Sau sự kiện 1975, giai đoạn khó khăn, không ai còn tâm trí hay tiền bạc để ghé vào phòng trà nghe hát. Ngày đó chỉ may ra có vũ trường hoạt động cầm chừng được, vì có thanh niên đến để nhảy nhót, còn phòng trà của Khánh Ly chỉ có nhạc nên vắng ngắt. Mặc dù bị sụt giảm nhiều về doanh thu, nhưng tiền mặt bằng và tiền lương vẫn phải trả cho người ta. Khó khăn chồng chất khó khăn, Khánh Ly không có cách nào để xoay sở tiền bạc. May ra có ca sĩ Ngọc Minh giúp cô đi vay mượn tiền duy trì. Có những lúc khó khăn không thể xoay sở kịp, cô đành chịu khất với mọi người. Khánh Ly chia sẻ từng xin khất tiền cát xê với Thái Thanh: cô ơi, kỳ này cho con trễ mấy ngày nhé. Danh ca Thái Thanh nghe vậy liền: được, không sao hết, tao cũng phục mày thật. Người thì nhỏ, tiền không có mà dám mở cả nhà hàng mời biết bao người tới. Những lúc khó khăn, không chỉ mình Khánh Ly khó khăn, mà đó là thời điểm khó khăn toàn dân. Thế nhưng mọi người đồng lòng thương nhau, chia sẻ cho nhau, nên những kỷ niệm đó luôn được Khánh Ly khắc ghi. Bà chia sẻ: khi giàu có thì chẳng ai nhớ đến hết. Bây giờ kéo nhau ra ngoài ăn một bữa trị giá 5-7 triệu là chuyện thường, nhưng chẳng ai nhớ. Chỉ nhớ đến cái thời điểm nghèo khó cơ cực mà vẫn vui, hạnh phúc ở bên nhau chia ngọt sẻ bùi. Cho đến khi Khánh Ly sang Mỹ, vẫn còn nợ ca sĩ Ngọc Minh, người đi vay tiền giúp cô để duy trì phòng trà. Cho đến khi sang Mỹ, Khánh Ly vẫn còn nợ Ngọc Minh 900.000 mà chưa có tiền trả. Bà đành rút ngay chiếc nhẫn đeo ở tay đưa cho Ngọc Minh để trả nợ. Những kỷ niệm đó Khánh Ly còn nhớ. Thank you.
ai chỉ là đến chuyện tình yêu gọi tình nhân. Hãy yêu để thấy ta chìm trong đêm phù vân. Sớm mai tình dứt thân áo thân trong ân cần. Biết em là gió, em là trăng, em là mây, vẫn xin tìm đến cho buồn lê em nào hay. Nắng không về đến, lá vàng buông rơi hàng cây. Lá ôm tình nắng nên vàng ngõ mùa thu này. Còn được bên nhau giây phút nào, em hãy cứ nâng đời lên. Bỏ lại hoang liêu trên bãi buồn vô thường. Tị hiềm hoài nghi chỉ làm chết yêu thương. Mình còn ngây thơ giây phút nào, em hãy cứ yêu đời lên. Bỏ lại xanh xao trong nỗi niềm vô định. Ngồi xuống đây ta hát lên nhã ca tình. Xuống đây ta hát lên nhã ca tình.